Việt Nam cho các bạn là như thế nào? Đã bao giờ các bạn băn khoăn về câu hỏi đó chưa? Hai tiếng Việt Nam thực sự lớn lao và ý nghĩa. Nó luôn thường trực trong mỗi trái tim của người dân Việt Nam từ thao đến nay. Vậy, cuối cùng tôi muốn nói với bạn, Việt Nam cho các bạn là gì? Với tôi ngay tại thời điểm này, hình ảnh của Việt Nam hiện ra là một sự quyết liệt và cam go trong việc đối đầu với cơn cuồng phong của đại dịch Covid-19. Covid-19, một cái tên đã quá quen thuộc của không chỉ Việt Nam chúng ta, mà còn của cả toàn thế giới. Như chúng ta đã biết, hiện nay nó đang ngày một xâm nhập và sức ảnh hưởng về độ nguy hiểm tính mạng ngày càng lớn. Từ những ngày đầu tiên, sự xuất hiện và cho đến bây giờ, với những biến thể mới trong cộng đồng từ virus corona, hệ lụy hay đúng hơn là hậu quả nó đem lại là không thể nào lường trước được. Với tình hình hiện nay, đợt bùng phát dịch trở lại lần này, tất cả chúng ta đều hoảng hốt và lo sợ khi số ca nhiễm ngày càng tăng nhanh, mất kiểm soát. Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng hơn 10.500 ca mắc ghi nhận trong nước, hơn 1.600 ca nhập cảnh và hơn 60 ca tử vong. Vâng, chúng ta có thể thấy hình ảnh Việt Nam hiện ra đang thực sự quyết liệt và cam go, căng mình để đẩy lùi dịch bệnh. Trong trận chiến này có rất nhiều hình ảnh, thế nhưng đối với tôi, hơn cả lúc nào thì sự đoàn kết, chung tay đồng lòng của cả cộng đồng trong cuộc đẩy lùi dịch bệnh để làm sau đó nhanh chóng chiến thắng đại dịch Covid-19. Trong đợt dịch lần này, có thể thấy rõ tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Những đoàn người, đoàn xe từ mọi miền của Tổ quốc lại vội vàng, tấp nập hơn ở dọc các tuyến đường. Và đó là sự chi viện. Đội ngũ y bác sĩ từ Hải Dương, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang cũng như học sinh, sinh viên, những thanh niên trẻ cũng sẵn sàng xông pha, tình nguyện trở thành những chiến sĩ tuyến đầu ở những nơi đang căng mình với tâm dịch. Nhìn thấy những vất vả, những khó khăn mà những anh hùng tuyến đầu chống dịch đang phải đối mặt, trải qua mới thấy xót xa và tự hào làm sao. Ở họ là một tinh thần xông pha với những cái tâm trong nghề của mình, lao vào những nơi thảm khốc và hiểm nguy nhất. Từ mọi miền đất nước, bằng tấm lòng chân thành, sự đoàn kết một lòng, mà số vải thiều ở Bắc Giang đã nhanh chóng được tiêu thụ, vận chuyển đến tay của những người mong muốn được ủng hộ, hỗ trợ khắc phục khó khăn cho chính đồng bào của mình. Hay đó còn là hình ảnh của những cô cậu sinh viên không nghe lời của gia đình để sẵn sàng bước vào tâm dịch với một khí thế quyết tâm nhất và một sự lạc quan, tin tưởng vào một Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch này. Một sự đoàn kết mà có lẽ đã trở thành một truyền thống quý báu từ bao đời của dân tộc Việt Nam. Để nay, khi đang ở trong một mối đe dọa lớn về tính mạng con người, về kinh tế, xã hội của đất nước, thì các bạn thấy đấy, tinh thần đó vẫn không chùn bước, mà ngược lại, nó lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một lời tri ân, cảm ơn sâu sắc đến những người hùng thầm lặng ở tuyến đầu chống dịch. Mong rằng những người hùng ấy thật nhiều sức khỏe và bản lĩnh vượt qua thử thách khó khăn này. Vậy cuối cùng, Việt Nam cho các bạn là gì? Với tôi, Việt Nam là như vậy đấy. Nó nằm trong ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân trong đại dịch Covid-19 hiện nay. Một thông điệp tôi muốn nhắn gửi đến với tất cả các bạn. Ngay lúc này, Việt Nam nằm chính trong suy nghĩ và hành động của tất cả các bạn. Hãy cùng nhau chiến thắng đại dịch nhé!